và đối với là ước tính đến từ ngân hàng JP Morgan á, thì nếu như mà đúng như là họ ước tính á, những ngân hàng mà gặp khó khăn hiện bây giờ không biết là bao nhiêu ngân hàng nhưng mà nếu như mà những ngân hàng này đến để mà vay ngắn hạn Fed dùng công trái phiếu làm thế chấp tại vì công trái phiếu nếu bán là đang lỗ bây giờ tại vì lãi suất hiện bây giờ đã cao hơn lúc mà họ mua công trái phiếu rồi thì đương nhiên giá sẽ giảm nếu như mà tất cả những hàng đó tới Fed để vay mượn đó thì sẽ cần khoảng 2.000 tỷ đô la các bạn. Các bạn nên nhớ là hồi chủ nhật đó, Fed nói là Fed sẽ cho vay ngắn hạn và có một cái quỹ dự phòng khoảng chừng là 25 tỷ được cung cấp bởi bộ tài chính. 25 tỷ đó so với lại 2 nghìn tỷ đô la là con số một trời một vật luôn Và các bạn đọc bất cứ bài báo nào họ cũng nói là đây không phải là một cái đợt cứu ngân hàng giống như năm 2008 tám à, Fed không có bơm tiền một cứu ngân hàng, không có bất cứ một người dân đóng thuế Hoa Kỳ nào à, phải chịu thiệt thôi tại vì những ngân hàng này bị sụp đổ hết á đây là tiền vay mượn ngắn hạn mà thôi họ dùng nhiều cách để nói nhưng mà thật ra đó các bạn nên hiểu một điều tôi đã từng chia sẻ với các bạn là fed nói là những công ty này có thể đem công trái phiếu đến để mà vay ngắn hạn một năm từ fed và cái công trái phiếu đó là tài sản dùng để mà thế chấp thì tôi đã chia sẻ và tôi đã chia sẻ lại để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà cái công trái phiếu mà các ngân hàng có là giấy nợ của chính phủ hoa kỳ các ngân hàng này cho chính phủ Hoa Kỳ vay bây giờ lại dùng giấy nợ đó để vay ngược trở lại từ Fed nghĩa là vay là một phần tiền của mình đã cho chính phủ Hoa Kỳ vay à, và thường đã chia sẻ một cái ví dụ với các bạn nếu như mà bạn cho thường 100 đô rồi thường viết giấy nợ sau đó mà gặp vấn đề tài chính bạn là lấy cái giấy nợ của thuận cầm cho thuận rồi thuận cho bạn mượn lại 50 đô la và thuận sẽ để giấy nợ của chính mình vào danh sách kế toán là tài sản thì đó là chuyện này xảy ra hiện bây giờ tới cuối cùng thì tiền đó từ đâu ra các bạn tới cuối cùng thì tiền cũng là từ in ra mà có các bạn đã thấy được là một trong những dẫn chứng là cách đây vài ngày thôi chúng ta đã thấy được là tài sản của Fed đã tăng 297 tỷ từ thứ tư tới bây giờ từ thứ tư tới bây giờ thôi đã tăng 297 tỷ rồi các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là tài sản ở trong cái danh sách kế toán của Fed đã mức cao là khoảng chừng là gần như 9.000 tỷ đô la đó là cái lúc mà fed thông báo là bây giờ đã có quá nhiều tài sản và phần lớn tài sản này là giấy nợ nữa các bạn các bạn đã biết là fed đã bơm rất nhiều tiền vào trong thị trường uh, trong thời điểm mà chúng ta có dịch bệnh xảy ra có thể nói là fed cung cấp rất nhiều tiền cho những gói hỗ trợ mà chúng ta nghe chính phủ hoa kỳ thường nói đến tại vì chính phủ hoa kỳ đâu có sẵn tiền đâu đương nhiên khi mà có vấn đề thì họ sẽ bán công trái phiếu mà khi trong thị trường không ai mua thì Fed phải là người thu mua công trái phiếu đó rồi à, dùng máy vi tính để mà đưa tiền cho bộ tài chính để mà ủng hộ những cái hỗ trợ đó và các bạn đã thấy được là Fed cũng mua rất nhiều công trái phiếu của nhiều công ty dẫn đến là cho đến khoảng chừng là quý 1 của năm 2022 đó cái ngân sách kế toán của Fed đã có quá nhiều ghi nợ trên đó tới mức là gần như 9.000 tỷ và sau đó Fed đã, đã quy định là gì siết chặt nguồn tiền thứ nhất là tăng lãi suất thứ nhì nữa các bạn đã nhớ là song song với tăng lãi suất là fed sẽ bán những cái công trái phiếu hay là fed sẽ không bán mà cứ để những cái trái phiếu đó đến hết kỳ hạn rồi fed sẽ không có renew lại để cho nó hết kỳ hạn rồi xong rồi sẽ thu tiền về thì coi như là cũng có chút kết quả các bạn. Từ tháng 4 của năm ngoái là gần như 9.000 tỷ cho đến, để được zoom vào các bạn thấy rõ hơn là tháng 3 ngày 8 tây của năm nay là còn 8.3.000 tỷ thì cũng đã có một cái sự suy giảm à, trong thời gian là gần như là một năm qua. Nhưng mà các bạn đã được từ tháng 4 tới bây giờ đó lại tăng ngược cho lên từ 8.3.000 tỷ lên tới 8.639.000 tỷ. Thì tại sao vậy các bạn? Tại vì những ngân hàng đã đem công trái phiếu gửi ngược lại cho Fed và Fed lại phải lưu trữ những không trái phiếu đó ghi vào trong ngân sách kế toán là tài sản rồi sau đó làm gì? Sau đó là sẽ dùng máy vi tính điều chỉnh lại con số và đưa cho ngân hàng đó là họ đã có tiền rồi các bạn để cho hỗ trợ những người nào mà tới rút. Cho nên đây là cái vấn đề chúng ta đang nói đầu hiện bây giờ. Chúng ta có thể nghe bất cứ Fed hay là bất cứ bài nào chia sẻ những cái từ người khác nhau nhưng mà tới cuối cùng tiền vẫn là từ không khí mà ra thôi. Và đây cũng là một trong những điều mà khiến cho thị trường xanh và nhiều người lại có sự lạc quan trở lại là Fed sẽ phải thả lỏng thị trường. Không những là Fed sẽ sớm quay đầu cho năm nay mà tiền lại được in ra nữa. Và đó cũng lý do tại sao mà thường nghĩ là Fed phải gấp rút để mà thuyết phục những ngân hàng châm tiền vào trong First Public Tại vì nếu như mà những ngân hàng này không hỗ trợ Fed thì chúng ta thấy được là con số này tăng lên nữa và hoàn toàn không ổn và nếu như mà đúng như là Morgan Stanley nói là phải cần tới 2.000 tỷ đô la thì các bạn sẽ thấy được là hành động của Fed với lời nói của Fed đó, hoàn toàn đi ngược với nhau. Fed thì nói là muốn đẩy được lạm phát bất cứ giá nào cũng sẽ đều lạm phát và không trùng bước nhưng mà ngược lại đó thì lại phải bơm tiền vào trong thị trường hai cái này nó hoàn toàn đối ngược với nhau bơm tiền vào trong thị trường dẫn đến lạm phát tăng tăng lãi suất để mà kiềm thâm lạm phát các bạn thấy được chúng ta cứ đi một dòng xoáy như vậy hoài mà không có ngày kết thúc đó là tình hình của fed hiện bây giờ và chúng ta đã thấy được là có một người đi mướn cái xe van bất này rồi lại gắn cái tấm hình post này lên các bạn đã biết đây là Twitter power john powell rồi bên đây là cái logo bitcoin be your Own bank trở thành ngân hàng của riêng bạn và có từ bài bitcoin đây đây là cái chữ bài bitcoin được viết bởi một người mà ở trong quốc hội các bạn đã nhớ là khi mà cho này vô nói chuyện người này đưa cái uh, tờ giấy bài bitcoin lên rồi nổi tiếng đó thì uh, bây giờ phát cầm tờ giấy này <laughs> và các bạn thì xe này đã chạy tới trước silicon valley bank đây là một cái uh, tấm hình mang rất nhiều ý nghĩa các bạn ngân hàng sụp đổ chính là lý do tại sao mà BTC được sinh ra đời tiền lại sẽ được in ra và đây cũng là một chương lập luận dài hạn của thuận liên quan đầu tư mà nhiều bạn chắc cũng đã biết rồi thường thì vẫn tin vào lịch sử cho đến khi nào lịch sử được thay đổi và lịch sử vẫn cho thấy được là Fed những ngân hàng trung mương vẫn sẽ in tiền vẫn sẽ in tiền khi mà bất cứ vấn đề xảy ra cái giải pháp như của họ là in tiền mà thôi có chiến tranh in tiền có dịch bệnh in tiền bây giờ ngân hàng sụp đổ in tiền như là đã chia sẻ với các bạn người hoàn tinh tới trái đất in tiền để mà giải quyết <laughs> cho nên tới cuối cùng tiền pháp định dẫn mất giá và mất giá và các bạn cần phải đầu tư cho dù các bạn không thích đầu tư bitcoin cũng được không thích crypto cũng được luôn nhưng mà các bạn nên tìm hiểu đầu tư tại vì nếu các bạn không đầu tư mà các bạn lưu trên mặt thì các bạn sẽ bị thiệt thòi tại vì tiền chỉ mất giá mà thôi tại vì tiền là được in ra bởi ngân hàng trung ương bởi cục chuyên mà của Hoa Kỳ rồi đó là cái thông tin mới nhất liên quan tới ngân hàng trung ương liên quan tới Fed liên quan tới Credit Suisse và liên quan tới First Republic Bank trong cái sự hỗn loạn của những ngân hàng đó, thì chúng ta lại có một cái tin đồn khiến cho nhiều người trong thị trường crypto này rất là phẫn nộ các bạn để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn có một cái thông tin đến từ Bonnie Frank là người các bạn nhìn thấy trên màn hình đó. trước đây người này là một trong những cái thành viên của quốc hội Hoa Kỳ và người này cũng rất nổi tiếng các bạn các bạn đã biết là sau khi mà có cái sự sụp đổ của ngân hàng vào năm 2008 đó thì đã có một cái đạo luật được thông qua trở thành luật đó chính là Dodge Frank và Dodge Frank một trong cái từ đó đó chính là Bonnie Frank các bạn nghĩa là đây là một trong hai người mà đứng đầu của cái đạo luật Dodge Frank khi xưa người này bây giờ đã không còn trong quốc hội nữa mà đã làm việc cho ngân hàng các bạn có biết làm việc trên ngân hàng nào hay không đó chính là làm việc cho ngân hàng Silicon Bank ngân hàng mà các bạn đã biết là bị quản lý bởi FDIC cùng lúc với lại ngân hàng SVB và Bonnie Frank đã chia sẻ Đà ông ta nghĩ lý do tại sao mà ngân hàng Signature Bank này à, bị cùng chung số phận với scB mặc dù là ngân hàng Signature Bank này không có à, gặp cái vấn đề liên quan tới tài chính như là ngân hàng SVB nhưng mà vẫn bị FDIC đóng cửa và tiếp quản là tại vì FDIC muốn tiêu diệt crypto biết được ngân hàng Signature Bank này là một trong những ngân hàng quan trọng liên quan đến thị trường crypto này cho nên muốn tiêu diệt ngân hàng Signature Bank và các bạn đã biết là ngân hàng SVP cũng có một số à, những cái khách hàng liên quan đến crypto nhưng thực ra họ không phải là một cái ngân hàng chuyên về crypto nhưng mà ngân hàng Sydney Japan là một ngân hàng mà chuyên về nhiều cái khách hàng crypto và cũng giống như là ngân hàng Silvergate cũng là một ngân hàng chuyên về crypto. Hai ngân hàng đó bây giờ coi như đã bị ngưng hoạt động rồi các bạn và chúng ta cũng đã biết SVP cũng đã bị chính phủ Hoa Kỳ tiếp quản rồi. Thì Bernie Frank nói đây là một cuộc tấn công vào thị trường crypto, tại vì họ lợi dụng thời điểm mà nhiều ngân hàng bị sụp đổ, họ lợi dụng thời điểm đó để mà muốn cho ngân hàng này ngưng hoạt động và tiếp quản ngân hàng này. Và cũng có một số những cái thông tin. Được uh, chia sẻ ở trên uh, mạng xã hội và thông tin này đó là đến từ uh, Reuters Các bạn nói là có tài liệu nội bộ là bất cứ một ngân hàng nào mà muốn thu mua lại ngân hàng Signature Tại vì chính hồ kỳ quản lý là quản lý tạm thời mà thôi những ngân hàng như là SVB, Signature Thì uh, sẽ đấu giá và kiếm một ngân hàng khác để mà mua lại ngân hàng này và ở trên tài liệu từ Reuters nói là bất cứ ngân hàng nào muốn mua lại ngân hàng Signature thì phải đồng ý là không tiếp tục cung cấp dịch vụ cho thị trường crypto nữa. Và đây là điều mà gây nhiều cái sự phẫn nộ các bạn dẫn đến là hôm nay chúng ta thấy được là dân biểu Tom M đã gửi một cái lá thư đến cho chủ tịch của FDC để mà làm rõ chuyện này. Và trong lá thư được gửi đến uh, bởi Tom M đó thì ông ta đã hỏi ba câu hỏi lớn. Thứ nhất là có phải FDIC có nghĩa là đây là cái cơ quan cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho ngân hàng liên bang có phải là FDIC đã ra lệnh những ngân hàng thuộc quyền quản lý là không được tiếp tục cung cấp dịch vụ cho thị crypto nữa đúng hay là sai kế đó nữa là FDIC đã chia sẻ với những ngân hàng trong quyền quản lý của họ là nếu như mà họ làm việc chung với những ngân hàng trong thị trường crypto này à, thì sẽ bị quản lý có hay không có và điều thứ ba là nhiều ngân hàng bây giờ gặp vấn đề liên quan đến tài chính tại vì lãi suất tăng quá nhanh thì FDIC đã hỗ trợ hay là đã, đã hướng dẫn họ làm sao để hoạt động an toàn trong cái thời điểm mà Fed tăng lãi suất nhanh và mạnh như vậy hay chưa đây là ba điểm được hỏi bởi dân biểu Tom M. Nói chung đó thì Tom M muốn hỏi FDIC là có phải là đăng ký thị thị trường crypto này hay là không và có phải là lợi dụng thời điểm bây giờ để mà đóng cửa những ngân hàng mà cung cấp dịch vụ cho thị trường crypto này với cái ý định là gì? đó là muốn cho thị trường crypto đã khó tiếp cận được với ngành ngân hàng và sau đó chúng ta đã thấy được là FDIC cũng đã lên tiếng đứng chính họ đã nói gì các ngôn viên của FDIC tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang Hoa Kỳ họ đã bác bỏ tất cả điều này họ nói là không có chuyện bắt buộc các ngân hàng ngân phục vụ thị trường crypto cái mà các bạn nên hiểu đây đó là ở Hoa Kỳ mỗi một cơ quan chính phủ là có một nhiệm vụ riêng và để thực hiện nhiệm vụ đó đó thì họ có một số quyền hành ấn định được ban cho bởi luật Hoa Kỳ, bởi quốc hội của Hoa Kỳ. Nếu như mà một cơ quan nào mà vượt quá quyền hành của mình thì nói gọi là lạm phát các bạn để thường cho các bạn hiểu rõ hơn. Nếu chúng ta nói tới FDIC đó, thì nhiệm vụ của họ là gì? Thứ nhất là bảo vệ tiền gửi cho người dân. Thứ nhì nữa là quản lý những cái cơ quan cung cấp tài chính một cách nào cho an toàn. Đó là cái nhiệm vụ chính của FDIC. Nếu như chúng ta nói tới SEC đó, thì các bạn sẽ thấy được là SEC cũng có những nhiệm vụ chính. Thứ nhất là bảo vệ nhà đầu tư. Thứ nhì nữa là quản lý thị trường chứng khoán làm sao cho nó công bằng, hiệu quả và tạo điều kiện cho những công ty có thể gây dựng được vốn và các bạn sẽ dễ dàng thấy được là nếu như mà không có những người như là dân biểu thơm em không có à, những người mà đứng lên hạch hỏi những cái cơ quan này thì họ sẽ dễ dàng lạm quyền. Và điều mà thơm em hỏi ngày hôm nay là FDIC có lạm quyền hay là không? Tại vì nhiệm vụ của FDIC là làm sao cho tiền gửi của người dân được đảm bảo an toàn thứ nhì nữa là đưa ra những cái nhận định đưa ra những cái hướng dẫn cho những ngân hàng này quản lý vốn của họ một cách an toàn đó là nhiệm vụ chính của FDIC có nghĩa là FDIC sẽ đưa ra những cái quy định như là ngân hàng phải lưu trữ bao nhiêu tiền để có thể coi như là an toàn so với lại cái số tiền họ đầu tư chứ còn ngân hàng đầu tư gì hay là đầu tư ra sao hỗ trợ ngành nào miễn là ngành đó là được hợp pháp bởi chính quyền liên bang thì FDIC không có quyền được can thiệp FDIC nếu như người nào nói là nên không có thể dụ cho ngành này không nên không có thể dù cho ngành kia thì đó là lạm quyền cái việc ngành nào được tiếp cận với ngân hàng ngành nào à, được à, sự hỗ trợ của ngân hàng đó chính là việc của quốc hội chứ không phải là quyền của FDIC nếu như mà quốc hội cảm thấy là crypto là một ngành mà không tốt thì có thể là nói crypto là phạm pháp và khi đó thì FTC có quyền nói là không hỗ cho crypto nhưng mà crypto bây giờ là một ngành hoàn toàn hợp pháp ở hoa kỳ thì FTC không được quyền nói là ngân hàng này không được cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto tại vì cái đó gọi là mạo quyền cái đó gọi là kỳ thị một ngành và điều đó cũng đã từng xảy ra các bạn chúng ta thấy được là có một cái chiến dịch à, tôi đã từng chia sẻ với các bạn gọi là Operation Chốt Hôi chiến lược điểm ngạt thở mà trước đây đã xảy ra một lần rồi và nhiều người cho là chúng ta đang chứng kiến chiến lược điểm ngạt thở lần thứ nhì đây là một cái chiến dịch À, thì xưa đó là của chính quyền của tổng thống Obama được thực hiện vào năm 2013 nhằm ngăn chặn sự phát triển của các công ty trong các ngành kinh doanh bị xem rủi ro cao như là giải trí 18 cộng, bán súng, đánh bạc online vân vân bằng cách là ngăn chặn các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các công ty này để họ nghẹt thở một công ty mà không thể tiếp cận được với ngân hàng thì coi như là họ sẽ không thể nào tiếp tục hoạt động được nữa các bạn nếu như mà không có ngân hàng thì làm sao mà họ có thể chi tiêu được làm sao họ trả tiền nhân viên làm sao họ có thể là trả tiền mặt bằng không đã họ dùng tiền mặt các bạn mà tiền mặt cũng đâu được dùng lớn như vậy cho nên không tiếp cận được ngân hàng là một trong những cái điều có thể khiến cho một công ty không hoạt động nữa và nhiều người đó cho rằng chiến dịch này là một cách thức không hợp pháp để chính phủ can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các công ty và ngân hàng. Các đối tượng của chiến dịch cũng cho rằng các hành động của chính phủ đã gây ra sự tổn hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh của họ. Tại vì nếu như mà chính phủ không muốn học động hoạt động nữa thì quốc hội với ra luật nói là cái này là phạm pháp và không được tiếp tục. Nhưng mà đây là một ngành hoạt động hợp pháp thì chính phủ không được quyền can thiệp vào hoạt động của họ. Và sau khi mà nhận được nhiều chỉ trích vào năm 2017, chính phủ Mỹ đã chấm dứt chiến dịch này và xóa bỏ các hướng dẫn liên quan. Và nhiều người cho là một lần nữa chúng ta đã thấy cái chiến dịch này đang xảy ra. Và đây cũng là cái sự nghi ngờ của dân biểu Thôi Amber. Nghĩ là chúng ta đang chứng kiến một chiến dịch tương tự nhằm để làm gì? Nhằm để chèn ép thị trường crypto này. Nhưng mà tôi nghĩ là họ sẽ không thành công đâu các bạn. Không có ngân hàng này sẽ có ngân hàng khác. Không có quốc gia này sẽ có quốc gia khác một crypto. Tôi sẽ chia sẻ thêm một số chi tiết với các bạn.